chia sẻ, còn cô là cô chia sẻ trước, cô từ 54 cân mà cô dùng chất xơ này là được hơn một tháng thì cô cân thì cô thấy cô sút cân nhẹ nhõm hết đi, mỡ nội tạng rồi mỡ, nói chung là giảm mỡ toàn thân. Đầu tiên là cô cân là xuống 53 cân, sau thời gian lâu thì cô lại cân xuống 52 cân. Sau cô dùng một thời gian nữa thì cô, nhà cô có cái cân tạ mà 100 cân mà cô lại lên cân, cô cân thì cô lại xuống 52 cân. Cứ thời gian cô cân lại thì cô xuống 51 cân, đến hiện bây giờ là cô xuống 49 cân. Nay cô đi ra thì không ai gọi là cô sĩ béo nữa, mà ai cũng cứ khen là eo ổn rồi, dáng đẹp, ai cũng hỏi thăm. Thì không những cái chất xơ này giảm mỡ mà rất tốt cho là đường ruột của mình, làm sạch đường ruột, thải độc tố và những gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ đều sạch, rồi dạ dày, trĩ, đại tràng đều khỏi. Thì như thế là cô thời gian đầu thì cô chưa dùng thì cái bụng cô cứ đầy hơi rồi anh ạch, nhưng sau thời gian cô dùng thì là cô thấy là cái bụng cô nhẹ, mà nói cả nhà thông cảm chứ đúng là đánh răng sướng lắm, thông hơi rồi đánh sơ kêu to quá lắm mà cũng cảm giác thấy sướng lắm. Xong bắt đầu một thời gian thì đỡ hôi đi, thời gian đầu thì hôi lắm, đi vệ sinh thì phân đen rồi hôi, rồi lúc thì là lúc trước chưa dùng thì là lúc thì đi nhiệt, lúc thì táo bón, lúc thì là lại đi lỏng, nhưng từ khi dùng đến giờ là đi cảm giác thấy thoải mái lắm, muốn đi là đi được ngay thôi. Nên mà thì cái chất xơ này là rất tốt cho cái đường ruột của mình, đường ruột của mình có sạch thì sức khỏe lại cứ sạch, sức khỏe được. Đấy. Thì cô ấy dùng được đến nay là được 4 5 tháng rồi, 5 tháng rồi mà tôi xuống được từ 54 cân mà xuống 49 cân, người này gọn gàng nhẹ nhàng, mà không những là sút bụng mà sút đều toàn thân luôn, giảm mỡ toàn thân, mở nội tạng coi như là hết luôn. Nhiều người là đi chợ là nhiều người gặp là cứ hỏi chứ, người thì hỏi Ô, đi vô đây đi vô chỗ đó mua người có gì mà nay người đẹp mà dáng đẹp, mua mua là dùng chất xơ. Tôi dùng chất xơ thì mọi người đang đặt là nay Tết là mỗi người đặt 2 hộp, rồi người 5 hộp, người 3 hộp đặt để uống cho nó giảm eo lại, cho nó xinh dáng vóc đẹp để là đi chơi Tết. Tôi xin chia sẻ với mọi người là như gia đình tôi đã dùng rồi, và đây thì cho cả nhà xem, đây cả nhà xem là hàng gia đình tôi đã, sản phẩm gia đình tôi đã dùng, hay 2 ông bà đã dùng, mọi người có thấy không ạ? Có cô ạ, rất là nhiều luôn cô ạ. Là nhiều mà những là đây là những hộp không hết nhá. Đấy. Không hết, dùng hết. Đấy, dùng hết cô Đây. còn giữ lại sợ